Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là như tiêu đề là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách trồng bí đao xanh cao sản nha các bạn. Thì cái giống bí này các bạn thì nó tầm 60 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được nha các bạn ha. Và cái hạt giống thì các bạn có thể là mua tại Shopee ha. Và mình có để link cho các bạn mua đó các bạn. Thì trước đó là mình có chia sẻ cho bạn về cái kỹ thuật là trồng bí hồ lô nè. Thì xong xong đó thì mình cũng có là trồng một số là bí đao các bạn để cho nó leo lên cái hàng rào nè. Thì sẵn hôm nay là chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật là trồng bí đao luôn ha. Thì cơ bản là nó giống cái trồng bí hồ lô thôi. Thì các bạn nào mà chưa xem á, cái kênh của mình á, thì các bạn có thể là xem lại ha. Thì khi mà bạn mua cái hạt giống bí đao xanh cao sản này từ cái Shopee về đó thì nó có rất là nhiều cách để trồng. Nếu như là bạn bỏ bầu á, bạn vô bầu mà bạn trồng mà bạn ươm trong cái bầu á, thì khi mà nó đầm khoảng đâu là 7 ngày và nó đâm cái mầm các bạn, và đợi nó ra được cái hai cái lá nhám. Khi mà nó ra được cái lá đài phải không, và ra được hai cái lá nhám nữa thì mình có thể là mình xuống bầu, có nghĩa là mình trồng nó xuống đất luôn. Còn như ở đây á, là mình trồng là trực tiếp cái hạt giống nó xuống cái gốc đất luôn nha các bạn ha. Và mình sẽ sử dụng cái giá thể là cái sơ dừa nha mọi người. Thì các bạn có thể là sử dụng cái trò trấu là cũng vẫn được ha. Thì đối với mà khi mà cho nó bò leo vàng như thế như mình các bạn, thì các bạn phải đợi nó là khoảng đâu là một mét ha, thì mình mới cắt đọt nha các bạn nè. Đây mình đợi nó lên cả một mét luôn mình mới cắt đọt, để cho những cái chèo ở trên cái hàng rào của mình nè thì nó mới bung ra và nó sẽ lan tỏa ra cái hàng rào nha các bạn ha. Còn đối với mà những bạn mà trồng bò đất á, cho nó bò mà trực tiếp ở dưới đất như thế này luôn nè, thì khi mà bạn điếm nó khoảng đâu là từ 7 đến 8 lá là mình có thể là mình cắt đọt cho nó rồi, đặng cho những mình lấy những cái chèo nhỏ như thế này để cho nó bò ra đất nha mọi người ha. Còn như mình ở đây là mình trồng nó cho hàng rào, bắt buộc là mình phải bấm đọt nó hơi trễ. Đúng ra là cái cách bấm đọt này là sai, nhưng mà nó vẫn được nha mọi người ha, do là mình biết cách dưỡng. Thì mình khi mà mình cắt đọt trễ như thế này á, là mình sẽ dưỡng nó lại cái thằng Atonic cũng như là hàng Rorip để cho nó bung chèo cũng như là nó trường bò được tốt hơn. Cái đó là cái cách riêng của mình nha mọi người, thì mọi người có thể là tham khảo ha. Còn cách đúng của nó là như hướng dẫn á, là 7 đến 8 lá là mình sẽ cắt đọt để mình lấy chèo, và mỗi chèo như vậy đó là mình sẽ lấy được mỗi gốc á là mình sẽ lấy được là tầm 3 chèo nha mọi người ha. Đó. Và clip á thì cũng là khoảng là 3 mét nha các bạn ha. Còn tấc là khoảng đô từ là 5 tấc cho một gốc nha mọi người ha. Đó là chia sẻ cho bạn vậy nè, một gốc nè. Còn phân mà mình bón cho cái bí xanh này các bạn là phân 20-15 nha mọi người. Cũng rất là dễ thôi. Và khi mà nó đạt được khoảng đâu 10 ngày tuổi thì mình cũng có thể là mình xịt cái bọ trĩ cho nó để nó chống cái thung ngọn các bạn. Cái thung ngọn này nó rất là quan trọng ha, mọi người là phải xịt phòng ha. Nếu không xịt phòng là nó cái lượng trái trên bí nó rất là dở luôn. Nó tầm khoảng đâu là từ 10 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi ha, là mình phải xịt bọ trĩ cho nó giữ vô. Mình sử dụng cái thuốc Confidor đó hoặc là hàng Ram đó. Nói chung là rất là nhiều loại thuốc. Mọi người có thể là sử dụng những loại thuốc mà dạng cớm á, để mọi người sạch ha, nó sẽ hiệu quả hơn. Còn những loại thuốc mà nhũ dầu á thì anh em là nên hạn chế ha, tại vì xịt nhiều quá là nó bị vàng lá ha, cũng như là nó sẽ bị trái rễ này nọ các bạn. Khi mà mình đi phân đậm mà kết hợp với mà xịt những loại nhũ dầu nó nóng lắm. Còn phân thì chỉ đi được 20-15 thôi, và cũng không có nên cộng bất cứ những cái loại phân như là ure chi nữa các bạn. Nó sẽ làm cho cái thân của mình nó bị nứt ra nè, nó dư đạm đó, hoặc là nó sẽ trái rễ luôn, và từ đó nó ảnh hưởng đến cái cây của mình. Đó là chia sẻ cho bạn về cách trồng bí xanh ha. Ở đây nè, mình ngắt đọt trễ nè các bạn. Các bạn thấy không, ở trên những cái hàng rào của mình là nó bắt đầu là nó đâm những cái chèo rồi nè. Cái này là mình chia sẻ cho các bạn là cách trồng là tại nhà ha, chứ không phải là trồng kinh doanh nha các bạn. Tại vì mình trồng kinh doanh là mình đang chỉ trồng bí hồ lô thôi. Thì các bạn có thể xem sơ cái dạng bí của mình ha. Về cách bí hồ lô cũng như là bí xanh thì nó giống nhau, nó chỉ khác cái thời gian thu hoạch thôi. Bí hồ lô thì nó tầm khoảng đâu là 70 ngày là mình thu hoạch, còn cái này thì nó sớm hơn là 10 ngày, là chỉ có 60 ngày thôi là mình đã thu hoạch rồi.
Ở đây là mình trồng chủ yếu là mình sử dụng ở trong gia đình thôi. Trồng mướp này nọ luôn các bạn, rồi xen mấy một số cây cà pháo nè. Nè, rồi chia sẻ cho bạn thêm về cái cách cắt đọt của nó ha. Đối với những bạn mà trồng bí mà xanh mà cho nó bỏ đất để kinh doanh á, thì đây nè, thì cỏ này là mình có thể là mình cắt đọt là được rồi. Mình cắt ngay, mình cắt nó ngay đây ha. Đây nè các bạn, bấm nó ngay đây, chừa nó ra một khúc ngay chỗ cái chèo. Cái chèo nó nằm ngay đây, cắt ngay đây là ok nha mọi người ha. Mọi người không nên bấm ngay đây ha, bấm ngay đây là sai. Nó sẽ là xì mũ vô và nó thung vô cái chèo của mình, nó sẽ làm ảnh hưởng ha. Rồi thì mọi người mà có câu hỏi nào mà liên quan đến bí xanh đó thì mọi người cũng có thể là bình luận ở bên dưới cái video của mình để mình chia sẻ cho các bạn về những cái thông tin ha, cũng như là những cái kinh nghiệm riêng của mình nha. Ở đây bí xanh thì mình cũng trồng được mấy lần rồi, nhưng mà nó dở hơn cái bí hồ lô một cái là các bạn biết sao không, khi mà dụ như bạn trồng kinh doanh á, cái giá cái bí xanh của mình mà đến cái ngày mà mình bán á, mà dụ như gặp dịch bệnh đi, mình không có bán được, lái nó không có lợi, nó mua được, mình không có neo được, nó già nó hư. Còn riêng đối với cái dòng bí hồ lô này nè, trái mình già mình hái mình để cho đựng cho nó chỗ nào mà nó thoáng mát đó, mình có thể mình cầm được thời gian rồi mình bán nó cũng được nữa. Với lại bí này nó khó hư lắm, nó khó thối lắm, nếu như là bạn biết cái cắt của nó thì nó sẽ không có hư. Còn bí đao này nó già rồi thua đó. Thì ở đây mình chỉ chia sẻ những kinh nghiệm riêng của mình thôi. Đây các bạn, thì các bạn lưu ý ha, thì một dây bí là mình chỉ lấy được tầm là từ 2 đến 3 chèo là nhiều nha mọi người ha. Mọi người không nên tham, mọi người lấy nó 4-5 chèo, nó sẽ làm cho cái cây bí của mình nó bị suy nha mọi người, nó không có phát triển được đâu. Khi mà bí nó ra trái nó rất là eo ụt, thì thông thường á, đúng chuẩn của nó luôn á, là nó chỉ lấy được là 2 chèo, chứ một chèo chính là 3 chèo ha. Một thân chính và 2 chèo phụ là chuẩn nha mọi người ha. Và khi cái trái của mình nó ra nó rất là đẹp, nó rất là suông và thẳng nữa. Còn trồng nhiều quá nó trái nó eo ụt, cái dinh dưỡng nó không đủ. Thì mình đánh sẽ chia sẻ cho bạn về những kinh nghiệm bón phân cũng như là xịt sâu gì đó cho nó hiệu quả hơn á ở trên dây bí xanh này. Tại vì mình cũng đang tập trung về bí hồ lô đó, ráng chia sẻ cho hết cái kinh nghiệm của mình bên bí hồ lô á, cũng như là đến ngày thu hoạch này nọ đó, và sẽ chuyển sang làm bên bí xanh luôn. Bí xanh này thì bán ở thị trường thì giá nó cũng cơ bản được, nói chung là tại vườn bán cũng được là tầm 5.000 là thấy ngon rồi. Có thời điểm thì nó rẻ hơn, nhưng mà trong cái đợt dịch này thì nó cũng tầm khoảng 5.000 thôi nha mọi người ha. Bên cái bí hồ lô của mình đang trồng nè, giá tại quê mình cũng có 5.000 thôi, nhưng mà những cái chỗ khác mà người ta không có bị ảnh hưởng của dịch nhiều á thì nó được là tới 8.500 lận. Đó là chia sẻ với bạn vậy. Rồi bạn nào mà muốn mua giống bí xanh này đó thì các bạn có thể bấm vào đường link mình để ở dưới cái đường bình luận ha, là mua tại Shopee luôn. Mọi người chỉ cần việc để cái tên và cái địa chỉ của mọi người thôi. Một gói bí là nó tầm khoảng là 10 hạt, và nó tầm là khoảng là 9-10.000 thôi, rất là rẻ. Rồi thì mình xin được mến chào ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.